Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì em lên cho anh em cái lô cắt cỏ 10 cây, lô chữ D nha. Từ con D1 cho tới con D10 ha. Nồng hôm nay thì từ 30 ly cho tới 36 ly nha. Giá thì từ 1.1 nha anh em. Đó tới 2.7 ha, từ nồng nhỏ tới nồng lớn. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo ha. Hình thức mua bán thì bên em sẽ bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test nổ thử luôn. Thì do bên vận chuyển là người ta sợ cháy nổ, khi mà hàng đi thì bên em phải đổ xăng đổ nhớt cơ hết nha. Lúc mà shipper đi giao hàng thì anh em mình chuẩn bị xăng nhớt để mình thử hàng ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần dốc cầu Cái He nha. Anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like ha, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con D1 ha. D1 là con Robin Cox nha anh em. Con này khi mà đổ đầy xăng nhớt luôn thì nó tầm khoảng 3,5 kg thôi, phải gọi là cực kỳ nhỏ, cực kỳ nhẹ luôn, cho nên gọi là Robin Cox ha. Con này nồng 30 ly 20cc nha. Con này chụp giật có trợ lực luôn em. Trợ lực là trợ lực lớn nè, máy nhỏ gọn mà được cái trợ lực lớn nữa, cho nên giật rất là nhẹ nhàng luôn. Bình xăng con thì nó là bình xăng con zin quanh gò luôn ha. Còn bình xăng lớn này thì đã thay mới nha anh em. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa nè, tâm thì bao trắng luôn. Bao trắng bao sáng luôn ha. Công tắc ấn nha anh em, áo thì đổ gực hết trơn nè, không bể vỡ nha, liền lạc hết cho mình luôn. Rồi tay lấy đôi ghe giữ nha, láp trắng cỏ đỡ bòi zin nha anh em, giật phải gọi là cực kỳ nhẹ luôn ha. Đây, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. D1 giá 1.100.000. D2 D2 là con Makita ha, con này là 241 nha anh em, nồng là 33 ly, công suất của nó là 24cc nha. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới ha, mà 2 kim này là 2 kim quanh gồ luôn nha anh em. Còn bình xăng lớn thì nó là bình zin. Ở đây thì nó có cái khung bằng sắt để bảo vệ bình xăng lớn của mình luôn nè, không rất là chắc chắn luôn. Rồi tên máy, số series máy là 001805 ha. Công tắc thì con này là công tắc ấn nha anh em. Đây, tâm gời, tâm nhôm nè, con này tâm quá đẹp, tâm nước sơn còn đổ gực luôn ha, liền lạc hết luôn nè, quá chừng mới luôn. Tay lái đôi nha, gai giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình luôn nha anh em. Trên láp con này thì nó còn tem luôn Makita nha. D2 giá 1.300.000. D3 D3 là con Tanaka 24 ha. Con này nồng 33 ly anh em. Công suất con này nó 24cc. Chụp giật con này có trợ lực ha. Con này áo là áo form lớn nè, dạng áo lớn á. À, rất là to, rất là bự luôn. Con này bình xăng con thì nó là 2 kim mới nha. Cũng là 2 kim quanh gồ luôn. Bình xăng lớn con này nó cũng là bình zin nha anh em. Ở đây thì cái khung bảo vệ bình xăng lớn bằng nhựa nha, cho nên rất là nhẹ ha. Nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em là bình xăng không bị châm đắt do nó dòng từ trước ra sau em thấy không? Đó. Tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhôm anh em. Đây, con này anh em gọi là Hitachi hay Tanaka cũng được nha. Thì theo anh em ha, thích tên nào anh em gọi tên đó. Tay lái thì con này là tay lái lệch nha. Đây, tay lái lệch là cái khung bự lắm, này anh em cắt sẽ gắt đỡ mỏi tay luôn. Tay cái bóp zin nè. Công tắc thì công tắc trên tay nha anh em, gạt tét luôn là rất là nhẹ nhàng nha. Láp chân cỏ đầu bò đầy đủ luôn, cũng là zin nguyên bản cho mình luôn ha. Chân cỏ siêu to siêu bự luôn nha anh em. D3 giá 1.350.000 ha. D4
D4 là con Maru, con này là Maru 20 anh em, nồng 30 ly 20cc ha. Áo màu hồng lợt nha, con này còn rất là mới nè, áo còn bóng bẩy cực kỳ luôn. Con này bình xăng con là bình xăng con zin quanh gò của mình luôn nè. Đó, bình xăng lớn con này cũng là bình zin luôn. Ở trên cái nắp bình xăng nó còn cái gon bình xăng này nè. Nó giống như là cái dòng cửa hàng mới đem gài nó còn nguyên luôn. Hai cục cao su bình xăng anh em nhìn nè, còn rất là dày dặn ha. Bình xăng lớn thì còn trắng tươi luôn. Rồi, trong lốc thì nó có dập made in Japan cho mình luôn này nha. Chữ thì nó là chữ dập nổi nha, cho nên là anh em không sợ mắc, không sợ bay nha. Suzuki máy nó cũng dập nổi luôn nè. Tâm liền, tâm nhựa nha. Đây, tâm bao trắng luôn anh em. Đó, công tắc ấn ha. Công tắc zin luôn nha. Rồi, ta lấy đôi ra giữ ha. Láp trắng cỏ, đầu bò đầy đủ nha. Đó, láp anh em nhìn nè, tem còn nguyên si hết luôn. Con này là như mấy thùng luôn nha anh em, quá đẹp. D4 giá 1.300.000. D5 D5 là con Makita ha, con này là 2003 nha anh em. Nồng 32 ly, 23cc. Con này bình xăng con zin nè, bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn, bình xăng lớn còn rất là trắng nha nè. Bình xăng lớn còn rất là trắng sáng luôn ha, hai bên này. Trắng tươi luôn, trên bình xăng con này nó có dập cái mã nè, dập mã Suzuki luôn nè ha. Đó. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa nha. Ở đây thì nó có cục cao su chống rung rồi nè. Cái thương hiệu Makita thì nó nhập nổi ha, cho nên là không có mắc nha nè, không bao giờ mắc luôn. Công tắc ấn nè. Rồi, ta lấy đôi ghe giữ nha. Ốc cùm anh em nhìn nè, bốn con còn trắng tươi luôn ha, cực kỳ mới luôn. Đó. Láp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. Áo đẹp, bình xăng lớn cũng đẹp luôn. D5 giá 1.400.000. D6 D6 là con Echo, con này là Echo 24 nha anh em. Lộn, nồng 33 ly, con này 24cc ha. Con này thì đời chụp giật là trợ lực thường nè, cho nên nó 33 ly. Áo thì cái gọi là áo form mới nè, dáng mới ha, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn ha. Con này bình xăng con 2 kim nha anh em, 2 kim zin nè. Vũ bình xăng vũ lớn luôn. À, con này thì bình xăng lớn cũng là bình zin luôn ha, còn sáng trắng nha anh em. Phía sau thì nó có cái chân để bỏ vào bình xăng nè, bởi vì rất là ít chạy. Tên máy này nè, 241 ha, ô 24 ha. Suzuki là 58001516 nha. Tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhôm. Nước sơn chưa gớt luôn nha. Nước sơn tâm rất là đẹp nha nè, chưa gớt luôn nè. Đó, con này là Echo 24 ha. Tay ga thì nó là tay ga bóp. Công tắc thì trên láp cho mình luôn. Ta lấy đơn. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ ha. Đó, trắng cỏ nó cũng còn tem luôn nè. Con này quá đẹp. Tâm chưa gớt sơn luôn. D6 giá 1.550.000. D7 này giờ quá trắng luôn em, mới tinh luôn nè ha, đó, chặt tinh, mới chát luôn. Con D7 con này là con cũng đợi cho 24 nha, nhưng mà con này đời chụp giật là trợ lực, cho nên nó là 34 ly ha, 24cc. Con này bằng giá con D6 là do cái bình xăng con này, bình xăng con 2 kim mới nè, mà cũng là 2 kim quanh gồ luôn, nhưng mà nó là mới cho nên giá thì nó bằng như thằng kia, chứ đúng ra nó 1.600.000 đó, nhưng mà nó mới thì cho nên là bán có 1.500.000 thôi. Con này bình xăng lớn là bình zin, theo máy luôn ha. Ở đây thì nó có hai cái chân chỗ bình xăng nè, nằm phía sau nha anh em. Ở đây thêm chiếc trong lốc là nó có thêm cái miếng nhựa, miếng mũ nè, để chặn và cứng được cái dằn vô anh em, không rất là kỹ luôn. Tâm liền, tâm nhựa nha. Con này là Echo Kiwit 243 ha. Rồi. Quay. Đây. Tem mà, tem máy này ha, Suzuki máy. Suzuki là 55001
3534 ha. Tem made in Japan, đồ còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Công tắc thì con này là công tắc ấn ha, công tắc ở trên đầu máy nè. Rồi, ta lấy đôi nha. Gây giữ. Láp chắn cỏ đầu bò zin nha anh em, trợ lực. Gần siêu nhẹ luôn. Mà trợ lực này rất là gọn luôn ha. D7 giá 1.550.000. D8. D8 là con Maruyama MB2630 nha anh em. Nòng 34 ly ha, 26cc nha. Cái này được cái là bình xăng con hay kim zin mà quanh gồ luôn nè. Chạy phải gọi là cực kỳ lợi xăng luôn ha. Còn bình xăng lớn này thì đã thay mới nha nè. Cho về lô nó bị đè bởi ha. Rồi, trong lốc thì nó có dập him là made in Japan cho mình luôn nè. Thấy không? Chữ dập nổi luôn nha. Tum con này phải gọi là cực kỳ xuất sắc luôn nha anh em. Tum gời, tum nhôm, tum 260 chưa gất sơn luôn. Tum phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Quá đẹp nè. Quá mới quá đẹp luôn anh em. Siêu vip luôn ha. Rồi, ốc cụm, ố cái con này cái cụm nước sơn còn nguyên nước sơn đỏ này ha. Đó, ta lấy đôi gai giữ nha. Công tắc thì đó là công tắc ấn trên tay này nè. Rất là nhẹ nhàng cho mình luôn. Láp chắn cỏ đầu bò zin cho mình đầy đủ luôn nha anh em. Chế chứ hay kim luôn ha. Quá xịn sò luôn. D8 giá 1.950.000 nha. D9. Giòn luôn. D9 con này là con Mitsubishi T180 nha. Nòng con này 36 ly ha. Công suất của nó là 33cc. Con này bình xăng con zin nha anh em. Bình xăng quanh gồ luôn. Còn bình xăng lớn này thì đã thay mới ha. Công tắc ấn, công tắc này là công tắc theo đầu máy luôn. Chân chống bình xăng nè, bằng sắt luôn ha. Máy bugi đứng luôn. Tum con này thì nó là tum gời, tum lớn luôn nha anh em, tum nhôm luôn nè. Đây, nước sơn thì nước sơn là nước sơn zin của nó luôn ha. Nước sơn theo máy về luôn. Rồi, ta lấy đôi gai giữ nha. Ốc cùm 4 con nè, trắng tươi luôn nha anh em. Cùm trắng, ốc trắng luôn ha. Quá trời mới luôn. Láp đầu bò đầy đủ luôn nha anh em. Nổ phải nó là cực kỳ giòn luôn ha. Quá sướng. Đó, tiếng găng ti thôi là nghe con máy nó lực hết hồn luôn. D9 giá 2.3 nha. D10. D10 là con Zeno Komatsu, con này là G3K nè, tem nè, còn chữ made in Japan cho mình luôn nè ha. Nòng 36 ly nè, 33cc. Con này bình xăng con zin nè, bình xăng quanh gồ. Bình xăng lớn con này cũng là bình zin luôn nha anh em. Rất là sạch sẽ luôn ha. Trong lốc thì nó có dập thêm cho mình là Zeno nè, à, chữ này chữ Zeno nè nha anh em. Đó, còn mấy kia là cái mã rồi của nó ha. Rồi, tum con này thì nó là tum gời, tum lớn, bố lớn, tum nhôm luôn nha. Đây, tum lớn, bố lớn, tum nhôm luôn. Ta lấy đôi ha. Con này bắt ga công tắc thì nằm trên tay này nha anh em. Nhớ ha, ấn lên là mở, ấn xuống là tắt nè. Láp đầu bò đầy đủ luôn nha anh em. Con này là zin nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Rất là nhạy nổ luôn ha. Nổ cực kỳ giòn, cực kỳ nhạy luôn. Rồi, D10 giá 2.700.000 nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em nha. Chào tất cả anh em.